Mến chào các bạn đến cái kênh miền núi. Đây là cái phá lấu ruột heo và rô ta heo. Món này thường ăn sáng kèm với bánh mì hoặc là ăn chơi cũng rất là ngon. Quy trình làm như thế nào mời các bạn cùng theo dõi video mình nhé. Đầu tiên mình cần hái vài bó chanh để về xử lý cái ruột và cái lô tai của bạn, và hái hai quả dừa nữa, lấy nước để mình khìa cho nó ngon. Món này thì mình cũng bắt chước mấy anh ở miền Tây, anh hay làm những cái món như thế này và sử dụng nước dừa. Cây dừa này nó cũng khá cao, với lại mình cũng không biết tèo dừa các bạn. Mình bước lên cái bờ tường nè, ở sát ranh mặt, để là dùng cây để mình chọt mình lấy hai trái thôi. Mình có chuẩn bị hai cái bông hoa hồi các bạn, và một ít quế thơm nữa các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành xử lý cái ruột heo và lỗ tai của nó các bạn. Mình dùng cái chanh và nước cái muối các bạn để sử dụng tẩy cho nó sạch cái mùi hôi của lòng cái ruột heo và lỗ tai của nó. Nói chung chúng ta nên rửa và xử lý cái mùi cho nó nhiều lần thì sau khi chúng ta làm lên ăn không nghe mùi các bạn. Sau khi xử lý cái mùi của ruột và lỗ tai, mình bắt làm cái chảo và mình khử thêm một lần nữa với nước mắm các bạn và muối cho nó hết sạch luôn, tức là không còn nghe mùi của ruột và lỗ tai heo các bạn nhé. Đây là một cái cách làm rất là hay các bạn. Chúng ta sẽ đảo đều các bạn cho nó săn lại, sau đó chúng ta vớt ra và rửa lại thêm một lần nước nữa, tiếp đó thì để cho ráo và tiến hành ướp trong vòng 30 phút bạn nhé. Đây là mình học theo một cách của những YouTuber ở miền Tây. Khoảng chừng 10 phút chúng ta bắt đầu vớt ra được rồi các bạn. Mình để một cái thau nước lạnh nè, nước đun sôi để nguội, sau đó mình vớt ra. Vớt ra sau khi vớt ra xong, mình để ráo và bắt đầu tiến hành ướp các gia vị các bạn. Hành, tỏi, ngũ vị hương. Cái bột nghệ thì lát nữa mình sau khi chiên lên thì chiên sơ lên mình sẽ bỏ vào sau các bạn. Gia vị này mình chuẩn bị sẵn trước rồi. Giờ mình ướp để đó khoảng chừng 30 phút. Sau khi ướp 30 phút, bây giờ mình sẽ chiên sơ cái ruột heo và lỗ tai của heo các bạn. Mình chiên sơ. Đây là cách mình cũng rất học hỏi của những người mình xem trên các cái YouTube của những YouTuber
nấu ăn các bạn. Mình chiên sơ lên, sau đó mình mới bắt đầu kia bằng nước dừa. Nói chung cái này cũng công đoạn cũng khá lâu các bạn. Sau khi chúng ta chiên sơ thì đến công đoạn cuối cùng các bạn, là chúng ta sẽ khìa. Mình cho những cái gia vị cần thiết vào và sau đó bắt đầu đổ vào khìa với nước dừa các bạn nha. Cái này khìa cũng hai chén nước dừa thì có lẽ cũng khá lâu các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khìa đến cho nó sệt lại các bạn. Cái này ăn kèm cùng với dưa leo và rau quế rất là ngon. Hoặc là rau thơm, những cái rau thơm
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với những cái món ăn rất là ngon, có ẩm thực người Việt mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn.